Thưa quý vị, một trong những mục tiêu của việc sản xuất lúa chất lượng cao, giảm phát thải là đem rơm rạ ra khỏi đồng ruộng. Tuy nhiên, chỉ đem thôi thì chưa đủ. Viết tiếp câu chuyện này, một số hợp tác xã tại Đồng Tháp có cách làm góp phần gia tăng giá trị cho cây lúa, giảm ô nhiễm môi trường, hướng đến nền nông nghiệp bền vững, tối ưu hóa lợi ích cho nông dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Rơm rạ là một trong số những nguyên liệu được hợp tác xã này tận dụng để sản xuất các mặt hàng trang trí nội thất. Theo đại diện hợp tác xã, thì các sản phẩm cũng được xuất khẩu và không sợ cạn nguyên liệu. Bởi đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Đồng Tháp nói riêng có nguồn rơm rạ quá dồi dào. Khi chuyển đổi sang cái thủ công mỹ nghệ này của mình đó, thành những cái sản phẩm như vậy thì là giá trị nó tăng rất là cao. Đó, rồi tạo công ăn việc làm, ngoài bán được cái giá cao như vậy thì là tạo được công ăn việc làm cho bà con nữa. Tỷ lệ là trên một sản phẩm rơm rạ là chiếm 80%. Viết tiếp câu chuyện mang rơm rạ khỏi ruộng đồng, Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Bình cũng có giải pháp. Hợp tác xã liên kết với thành viên trồng nấm rơm. Nấm tạo ra thu nhập cho người trồng, còn rơm oai mục sau đó trở thành nguyên liệu được hợp tác xã thu mua và ủ phân hữu cơ. Phân này có lợi cho đất, lúa và nhiều loại cây khác. Mục tiêu cũng phục vụ cho lợi ích của thành viên hợp tác xã. Bón là coi như các loại cây như sầu riêng, mít, xoài, ớt, rau, màu. Mà trong đó có cây lúa nữa, tuần hoàn mình là lấy cái phụ phẩm làm tận dụng được hết. Sản xuất 1 triệu hectare ở đồng bằng sông Cửu Long, hợp tác xã là cái vụ hè thu này có làm được 100 ha. Lượng rơm rạ mỗi năm ở đồng bằng sông Cửu Long khoảng 24 triệu tấn. Trong đó, chỉ có khoảng 7 triệu tấn được thu gom, di chuyển ra khỏi ruộng đồng. Đây là nguồn phụ phẩm nông nghiệp rất giá trị, ngày càng được chú ý khai thác. Thu gom ra khỏi đồng ruộng để làm sao cái tăng cái chuỗi giá trị của ngành hàng lúa gạo. Các hợp tác xã chúng ta có cái điều kiện thuận lợi thì chúng ta nên là tận dụng các cái phụ phẩm của tại vùng mình. Nó sẽ thứ nhất là nó gia tăng được cái hiệu quả kinh tế, thứ hai là nó giảm phát thải, cái thứ ba nữa là nó cũng giúp gia tăng cái thu nhập của bà con nông dân và chúng ta cũng góp phần trong cái việc bảo vệ môi trường. Tận dụng rơm rạ làm đồ trang trí nội thất, đồ thủ công và kết hợp trồng nấm và sản xuất phân hữu cơ giúp thúc đẩy việc lấy loại phụ phẩm nông nghiệp này ra khỏi ruộng đồng. Qua đó, góp phần thực hiện thành công không chỉ 1 triệu hecta lúa chất lượng cao mà còn có ý nghĩa đối với nền nông nghiệp bền vững, đa giá trị mà Việt Nam nói chung, Đồng Tháp nói riêng đang hướng tới.